chọn. Sợ. Chào nha các bác. Xin chào tất cả các bác. Thì tôi vừa mới phát hiện có một cái hồ cũng khá là rộng nằm trong một cái nhà máy bỏ hoang. Tôi sẽ làm một số cần để cắm có thử có cá trâu hay không. Thì đây là cái nhà máy xử lý cát đã bỏ hoang lâu năm. Tôi đã làm xong được một số cái cần như ri. Tôi làm cái cần dài như ri thì để cắm ra ngoài cái bờ cỏ của cái bờ hồ. Khi mà con cá nó ăn á, nó sẽ không bị cuốn vào cỏ, cá sẽ không bị chết. Bây giờ chưa là 6 giờ tối và tôi đang đi bắt cá rô nhỏ để làm mồi. Thì sau một hồi bắt thì tôi cũng đã bắt được khoảng 20 con cá rô phi nhỏ. Thì để sáng sớm mai khoảng 3 giờ tôi sẽ bắt đầu đi cắm. Bây giờ là 2 giờ sáng và tôi đang đi cắm câu nha các bác. Thì hồi tối bận việc thì không thể đi cắm được, tranh thủ dậy sớm đi cắm. Thì bên đây là cái hồ nhỏ này, bên đây là cái hồ to này. Giờ thì còn dư một cái cần ngắn, giờ tôi sẽ cắm ở đến càng đi một cái, tại vì bên kia còn rậm quá, cắm không được, phải bên kia phải dùng cần dài mới cắm được nha các bạn. Tôi sẽ móc cái lưới câu ở trên lưng con cá. Và cắm là để cho con cá nó nổi trên mặt nước để con cá sẽ bơi rất là mạnh. Thì hồi thì tôi cũng có bắt được một số con nhái. Nhái thì tôi sẽ móc từ miền xuống nha các bác. Đây này, móc như đi thì con nhái sẽ sống rất là lâu. Sau khi cắm xong thì tôi sẽ đi kiểm tra lại lần nữa nha các bác. Cần đi không có này. Như cần đi có các bạn ơi, còn một con các bạn ơi. Con cho bà luôn các bác. Con đi nuốt lưới luôn các bác. Thêm một con nữa nha các bác. Sau khi cắm xong đi thăm lại được 2 con nha các bác.
thì khi cầm xong cả bạc nhờ kiểm tra lại. Thôi là nó mắc sớm quá thì để tới sáng là nó sẽ chết. Bây giờ là 6 giờ sáng, chuẩn bị đi thăm câu thì trời đổ mưa nha các bạn. Thì chờ tạnh mưa tôi sẽ ra đi thăm. Cần này là lại không có cá rồi. Có cá nha bạn, có cá nghe. Sợ. Có cá nha các bạn. Tôi vừa chặt phía dưới kia lên một con nữa nha các bác. Đây. Một con nữa nha các bác. Con này chắc khá là nhỏ. Cái này chim chắc có cả các bác ơi. Có con chỉ ăn mà nó lôi hạt lười nó xài luôn các bác, kinh khủng chưa. Có con này nha các bác, trổ thành lôi cứng chưa, quyêu cứng luôn. Trổ các bác, cầu này mắc gỡ khó quá, cá nó khó xảy. Cũng là được từng đi cá nha các bác. Thấy có một con to nhưng nó kéo luôn cái lưới nó hạt luôn, nó chạy mất. Máy được con này nó gỡ hạt lại nha các bác. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha.